Thỏa thích yêu cầu của rất nhiều bạn thì thông qua video ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn các mẫu xe Yamaha Sirius phiên bản 110 chế họa khí của năm 2023. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại lý Yamaha Mạnh Đạt 3 các bạn nha. Để cung cấp gửi tới các bạn những cập nhật mới nhất về giá bán trong thời điểm giữa tháng 7 của năm 2023. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là những mẫu xe Yamaha Sirius phiên bản 110 chế họa khí của năm 2023 với hai sự tùy chọn ở hai phiên bản phanh đĩa vành nan hoa và phanh đĩa vành đúc. Và sẽ có thêm một phiên bản nữa trên mẫu xe này là phiên bản phanh cơ vành nan hoa đang có mức giá bán rẻ nhất trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Chỉ vào khoảng tầm 18.900.000 đồng mà thôi, các bạn sẽ có ngay cho mình một phiên bản Sirius chế họa khí với trang bị hệ thống phanh cơ vành nan hoa trong thời điểm giữa tháng 7 của năm 2023. Ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp các mẫu xe này tại Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ cụ thể 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và đối diện với chợ trung tâm của thành phố Lai Châu luôn. Mình sẽ review qua một chút các màu sắc này, sau đó sẽ báo giá, cập nhật nhanh mức giá bán trong thời điểm giữa tháng 7 ở các phiên bản để các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết. Phiên bản màu xám anh xanh rất đẹp trên mẫu xe, các bạn có thể theo dõi. Những phiên bản màu sắc này được trang bị trên hệ thống phiên bản phanh đĩa, vành đúc. Đây là phiên bản màu xám vàng cũng rất là ok luôn. Năm 2023 này, mẫu xe Yamaha Sirius đang có khá nhiều những phiên bản với các màu sắc khác nhau. Phiên bản màu đỏ đen với trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa. Mức giá cũng khá là ok trong thời điểm này các bạn nha. Với rất nhiều những thông tin đưa ra trong thời điểm tháng 8 của năm 2023 này, Yamaha Moto Việt Nam sẽ ra mắt một phiên bản, một mẫu xe số mới. Rất có thể là một mẫu xe số thay thế cho dòng xe Yamaha sẽ ở đây. Các bạn cùng với kênh Top 5 cũng như kênh Giá Số Lốc này nha, chờ đợi, chờ đón để xem nó có điều gì đặc biệt. Mình sẽ nghiêng về một thiết kế mới của dòng xe Yamaha Sirius trong năm 2023 này. Sẽ tinh chỉnh lại ok hơn và đẹp hơn. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình đang trang bị khối động cơ 4 thì 2 van SOHC làm mát bằng không khí, với khối động cơ này sản sinh ra công suất 5,9 kW tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại khá là lớn các bạn nha, ngang ngửa với những cái mẫu xe với cái mức tiền cao hơn như kể cả Jupiter luôn, với mô men xoắn lên tới 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Các bạn theo dõi một chút ở phần vị trí đèn hậu phía sau. Thiết kế rất gọn gàng, tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe. Hiện tại mẫu xe này vẫn đang chỉ trang bị bộ chế họa khí thôi, nên mức tiêu nhiên liệu của nó khá là cao, vào khoảng tầm 2,08 lít trên 100 km cho cái mẫu xe Sirius này. Khá là cao các bạn nha, cho một dòng xe số phổ thông. Hiện nay chính lý do đó khiến là một cái điều mà khiến cho hàng Việt Nam chúng ta sẽ phân vân và lăn tăn trong việc lựa chọn mẫu xe này. Mặt đồng hồ thì khá là ok rồi, chứa đựng đầy đủ những thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát, và mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình vẫn được trang bị đầy đủ các nút chức năng, kể cả nút tắt bật đèn pha, điều mà khách hàng Việt Nam chúng ta cũng rất thích trong thời điểm hiện tại với mẫu xe Yamaha Sirius ở đây. Chìa khóa thì 3 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, còn yên xe các bạn cũng mở phần hông xe nha. Đây các bạn có thể nhìn tem dán này, có những phiên bản thì gắn tem là 1,99 nhưng thực tế ra một số phiên bản cao cấp hơn nó sẽ trang bị là cái dán tem của nó ấy, là 2,08 lít. Mình nghĩ 2,08 lít là phù hợp cho cái mẫu xe này. Các bạn lưu tâm lưu ý trong thời điểm hiện tại cho mình là như vậy. Với dòng xe Yamaha Sirius phiên bản 110 ở đây. Phần phía trước của xe thiết kế cũng rất là thon gọn. Với cái thiết kế này ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn nam giới điều khiển sẽ ok hơn bởi nó góc cạnh hơn ở những cái vị trí phần ốp mặt nạ phía trước này. Rồi hai bên cánh yếm của xe ở phần phía trước của xe. Với khối lượng hiện tại của mẫu xe trong thời điểm này là 100kg tròn luôn các bạn nha. Có nghĩa là trọng lượng ướt ấy, các bạn đổ đầy bình xăng và nhấc máy thì trọng lượng của xe sẽ là 100kg tròn. Độ cao gầm xe ở mức là 130mm và độ cao yên xe ở mức là 770mm. Nó khá là phù hợp với vóc dáng người Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại khi xài mẫu xe này. Trong thời điểm này thì mình có thể cung cấp gửi đến các bạn mức giá bán cụ thể của mẫu xe Yamaha Sirius phiên bản 110 chế họa khí của năm 2023 như sau. Phiên bản phanh cơ vành nan hoa mình đã báo giá gửi đến các bạn rồi. Giá bán hiện tại 18.900.000 đồng. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Với mẫu xe này, tiền đăng ký sẽ rơi vào khoảng tầm từ 800-900.000 đồng cho các bạn hộ khẩu ở huyện của thành phố tỉnh Lai Châu. Còn hộ khẩu ở thành phố Lai Châu thì tiền đăng ký đâu đó vào khoảng tầm từ 1.600.000-1.700.000 cho mẫu xe các bạn đang theo dõi các bạn nha. Tiếp đến là phiên bản phanh đĩa vành nan hoa như màu sắc trắng ở đây các bạn đang theo dõi này.
giá bán hiện tại là 20.900.000 đồng, cao hơn vào khoảng tầm 2 triệu so với những phiên bản phanh cơ vành nan hoa. Còn phiên bản phanh đĩa vành đúc giá bán hiện tại là cao nhất với mức giá bán hiện tại là 21.900.000 đồng, 21.900.000 đồng các bạn nha, cho phiên bản phanh đĩa vành đúc trên mẫu xe Sirius 110 ở đây. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Với những bạn nào quan tâm tới mẫu xe Yamaha Sirius này, các bạn đến trực tiếp lấy Yamaha Mạnh Đạt để xem xe cho mình các bạn nha. Có đầy đủ các màu sắc và phiên bản khác nhau. Dòng xe này lượng hàng còn khá nhiều để các bạn khách hàng Việt Nam chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc của đại lý với số điện thoại 0983154222 sẽ được anh tư vấn cụ thể cũng như chương trình trả góp này, rồi khuyến mại đến từ đại lý. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại hotline của đại lý luôn là 02133791688 thì luôn luôn có người túc trực điện thoại cho các bạn để các bạn có thể liên hệ một cách chi tiết và cụ thể nhất để có cho mình cái sự lựa chọn ở một mẫu xe số giá rẻ hiện nay làm nên tên tuổi của Yamaha ở thị trường xe Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm trở lại đây với dòng xe Yamaha Sirius này. Và các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét các bạn nha. Mình thì mình sẽ không nói là lên lựa chọn hay như nào cả, tùy theo sở thích của bạn mà thôi. Các bạn yêu thích mẫu xe nào lựa chọn mẫu xe đó, vì mỗi mẫu xe đều có cho mình những cái ưu nhược điểm khác nhau. Và mẫu xe Yamaha Sirius này cũng không phải ngoại lệ các bạn nha. Nên chọn mẫu xe này hay các bạn chờ đợi chờ đón một chút nữa, vào tháng 8 của năm 2023 này sẽ có một mẫu xe số mới với một thiết kế mới. Và mình nghĩ rằng những mẫu xe của Yamaha sau này sẽ tất cả những mẫu xe sẽ đều được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FE để đạt theo cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 sắp tới các bạn nha. Và mẫu xe ở đây nếu được nâng lên hệ thống phun xăng điện tử FE nữa thì cái ảnh hưởng của nó và giá trị của nó sẽ cao hơn, và khách hàng Việt Nam chúng ta cũng sẽ quan tâm hơn ở mẫu xe này. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là điều mà khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại với hầu hết các mẫu xe trong thời điểm này chạy bằng xăng các bạn nha. Đó là toàn bộ nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này về dòng xe Yamaha Sirius phiên bản chế hòa khí của năm 2023. Các đồng tốt này của mình, nếu các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Sirius các bạn nhé. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.